Từ lâu Nha Trang đã được mệnh danh là thiên đường của những bộ môn thể thao trên biển. Vì vậy ngày hôm nay khi mà có mặt tại Nha Trang thì Vinh Anh sẽ thử hết tất cả những bộ môn thể thao đó. Cái này có vẻ là hơi nhiều nha, tại vì chúng ta có rất là nhiều bộ môn thể thao trên biển luôn. Chúng ta sẽ có chèo súp nè, hay là bay dù trên không, hoặc là cả mô tô nước nữa. Nhưng mà đặc biệt khi tới biển thì chúng ta sẽ có lướt sóng. Ô, cả lướt sóng nữa. Có vẻ như là cái trò này hơi khó, bởi vì là Minh Anh đã từng xem trên TV thì cũng toàn là thấy con trai chơi thôi. Đâu có nữ chơi nữa chứ. Và đặc biệt là chỉ trong một ngày chúng ta sẽ có thể biết hết được những cái kỹ năng cơ bản của lướt sóng, chỉ cần có thầy chuyên nghiệp hướng dẫn. Đơn giản thế thôi á, thế thì đi luôn. Đi nhé. Ê, nhưng mà đây là điểm dừng xe buýt mà. Đỗ ở đây là vi phạm luật giao thông đấy. Thôi Hằng đi dịch lên một tí đi. Ở nhà để mình dịch lên một chút xíu. Theo quy định của pháp luật hiện hành, người tham gia giao thông không được dừng xe, đỗ xe trên đường xe điện, điểm dừng đón trả khách của xe buýt, nơi đường bộ giao nhau, trên phần đường dành cho người đi bộ qua đường, tại những nơi có biển cấm dừng, cấm đỗ. Để tới được điểm lướt sóng thì phải di chuyển qua 10 km đường đèo Cù Hin. Đoạn đèo có cảnh sắc ấn tượng, hòa trộn giữa núi và biển tạo nên khung cảnh đẹp như tranh vẽ. Và địa điểm để tôi có thể học lướt sóng đó chính là bãi Dài, một trong số những bãi biển tuyệt đẹp của Khánh Hòa. Đây là bãi biển có những con sóng thích hợp cho việc lướt sóng. Sau khi được huấn luyện chỉ dẫn cho cách giữ thăng bằng và cách lướt sóng là tôi đã có thể xuống biển thực hành ngay. Nhận được ngay sau khi trải nghiệm bộ môn lướt sóng này, hóa ra là chinh phục những con sóng không khó như là Minh Anh nghĩ từ đầu đâu. Các bạn chỉ cần tự tin, giữ thăng bằng tốt là đã có thể lướt sóng được rồi. Vì thế khi mà đến Nha Trang nhớ là hãy trải nghiệm bộ môn này nhé. Và bây giờ Minh Anh sẽ tiếp tục ôm ván và lao ra biển đây.